Hello, xin chào các bác đã quay lại với cửa hàng anh Kỳ Audio. Đây điều này anh Kỳ lên sóng nội thất cho các bác cái lô loa rất là đặc biệt ở bên cửa hàng anh Kỳ, đó là lô loa DJK, hãng ta gọi là Daikin Audio anh em nhé. Thì với thương hiệu DJK thì chắc chắn là rất nhiều anh em yêu âm thanh cũng như là tất cả các bác cũng đã nghe tới thương hiệu này rồi. Thì trước mặt các bác đây là lô loa DJK Full 30. Đấy, ta gọi là Daikin với model nó là CR121. Thì đầu tiên thì như anh em có thể thấy, đầu tiên này về thùng vách DJK sau khi sơn lại anh em này thì rất là đẹp. Đấy, thùng vách nó sẽ là thùng cân anh em nhé, vòm cân e căng có cách bụi chưa anh em. Đấy, có đây e căng, nó là e căng lưới cách bụi này, logo nó là logo phay nhôm DJK phía trước anh em này, rất là đẹp anh em nhé. Và anh em nên nhớ thị trường hiện nay thì DJK nó cũng bị nhái rất là nhiều, nhưng đặc biệt là riêng bên cửa hàng anh Kỳ thì anh em chỉ cần nhìn nội thất phát là có biết là nó xịn hay không được chưa anh em. Thì ta nói sơ qua về trước là đây là một cái dòng loa mà nó cho ra cái chất âm rất là đều dãi, đặc biệt là mic cực kỳ hay và bắt mic cực kỳ hay anh em nhé, lời sáng. Thì bạn test loa này trên kênh anh Kỳ đã test kỹ cho các bác rồi. Đấy, sở hữu cho mình nó là thùng cân có 2 ti, tất cả ốc vít đầy đủ cho anh em luôn. Đấy, 2 ti này thì dành cho bác nào mà phòng hát cũng muốn treo đứng anh em nhé. Đấy, được chưa các bác. Thì thông số kỹ thuật ở đằng sau thì nó sẽ DJK này, CR121 để cho anh em. Đấy, chân cắm dưới. Đấy, và cái này như thế, DJK và logo tất cả hàng chính hãng về cho anh em. Đó. Và thông số của nó sẽ là 400W trên một chiếc. Có nghĩa là chiếc loa này nó đạt cái hiệu năng rất là cao, 400-800W trên một chiếc. Đấy, và độ nhạy nó là 96 dB để cho anh em, và cái dải tần thấp nhất của nó là 45 Hz và cao nhất là 20 Hz, rất là ok với một dòng loa Full 30 gia đình. Đấy, thì bây giờ mời anh em cùng xem nội thất bên trong. Thì tất cả nội thất bên trong này đã được bên em kiểm tra kỹ lưỡng và tất cả cam kết cho anh em zin đến từng con ốc luôn. Anh em thấy ốc zin nó này chưa một vết gọi như là bị dỉ xét luôn anh em nhé. Và bên trong nó là một lỗ người phía trước, nó dùng một chiếc bát, đó là dùng dòng bát của DJK để anh em, với gần nó sẽ là gần 2 sóng có dầu dưỡng gân. Đấy, màng nó sẽ là một dạng màng trơn để cho anh em, màng trơn này. Đấy, côn 65 mà gần 2 sóng, dầu như đang còn mướt hơn mượt luôn anh em nhé. Cái dầu này nó là một lớp dầu dày chứ anh em nhìn để ý là nó sẽ bên trong nó sẽ là màu vàng. Đấy, gần nó sẽ là gần vàng nhưng mà nó nặng, cái bát rất là nặng anh em ạ. Bán anh em nhìn này thôi nhưng mà rất là nặng anh em nhé. Đây bên trong anh em thấy chưa, đó nó cũng giống như trên các dòng loa DK hay là kể cả như Martin Decibro hay kể cả như dòng loa chúng ta hay gặp, đó là loa B3 để cho anh em. Đấy, gần nó gần vàng, thủ dầu bên trong đây để cho anh em. Côn nó côn 65, vòng từ nó sẽ là từ 7 màu để cho anh em. Đấy, từ 7 màu anh em thấy đẹp. Đấy, nếp cắt cực kỳ mỹ mãn luôn anh em nhé, từ nó ôm dày và chắc đét luôn. Đấy, từ nó ôm dày và chắc đét, xương nó lại sẽ là xương chấu to anh em. Côn này, đấy, đây là côn zin của nó này anh em thấy chưa, đây là côn zin anh em nhé. Đó anh em thấy chưa, đó nhẹ, tất cả mọi thứ là nguyên bản. Thì phân tần bên trong bông thơm của nó sẽ là bông thơm dạng bông thơm thủy tinh. Phân tần bên trong anh em lại thấy đó, bông thơm đặc trưng của dòng DJK thì hầu như là model nào riêng DJK thì phân tần cho dù nó là model nào thì nó cũng sử dụng phân tần nó như này hết. Anh em có thể là xem DJK cái 10 triệu, 12 triệu tất cả dòng loa DJK thì đây là dòng phân tần gần như là phổ biến của DJK. Bông thơm sẽ là bông thơm thủy tinh được chưa anh em. Đó, chị bát phải nói là cực kỳ mỹ mãn luôn anh em nhé. Đây, nhìn thấy chưa, tuyệt vời đẹp luôn. Bát này thì cũng rất là nhiều các dòng loa dùng như CF hay là kể cả Martin, những đời cái nghén các thứ dùng bát này. Và chất nó sẽ là chất DE. Đấy, chất DE được chưa anh em. Côn Z được chưa các bác, rất là đẹp luôn. Chất 450 DE. Đó, chất gần như là cực kỳ là phổ biến trên thị trường ngày nay. Thì với những cặp loa DJK như này, Full 50 như này thì bên cửa hàng Kỳ đang có một giá cực kỳ ngon. Đó là chỉ có giá là 7.800.000 đồng một đôi. Đấy, và số lượng lô này không có nhiều. Thì lên bộ dàn của những bộ như này nó chỉ dao động tầm chưa tới 16 triệu là chúng ta cũng đẩy vàng mic tất cả là ok hết. Cam kết cho anh em là bao hay luôn. Và bên cửa hàng Kỳ để anh em vẫn nhận hàng, kiểm tra thanh toán và trong vòng 7 ngày nếu anh em không ưng có thể là liên hệ bên cửa hàng Kỳ đổi trả hoặc là gửi lại tiền cho các bác theo chính sách là không chiết khấu trong vòng 7 ngày. Đấy, được chưa anh em. Và với những cặp loa này thì những bác nào thích thì hãy liên hệ với cửa hàng Kỳ qua hai số điện thoại để góc màn hình đây các bác nhé. Và những bác nào đã sử dụng với loa DJK rồi để anh em cho anh Kỳ nút like và dấu chấm, và chất lượng của đôi DJK này được khẳng định rất là rõ ràng rồi, được chưa anh em. Đó, và những bác nào thích những cặp loa này thì liên hệ với cửa hàng Kỳ. Xin chào và hẹn lại các bác trong những clip tiếp theo. Xin chào mọi người ạ.